Xin chào bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Thời điểm mà mình còn làm ở công ty cũ ấy, thì cái chiếc máy mình đang cầm trên tay đây có mức giá khoảng gần 9 củ. Con này mới ra mắt từ đầu năm ngoái thôi, tính đến bây giờ là được khoảng hơn 1 năm. Mình thì cũng mới làm một cái clip ngắn về việc về hàng sản phẩm này. Đây là chiếc Realme GT 2 Pro nhá. Con này nó chỉ loanh quanh 6 củ rưỡi thôi và chắc chắn là nó rẻ hơn so với cả cái việc mà các bạn tìm giá trên chợ tốt. Ngoài ra thì clip đây, người thật, việc thật. Hiện tại thì nó đã cài đặt sẵn ROM quốc tế này, thì các bạn sẽ thấy là Google Play sẵn này, cộng với việc là những cái dịch vụ khác của Google là full. Đây là cái dòng GT, thế nên khi mà các bạn vuốt xuống ấy, nó sẽ có cái chế độ GT đây này, kích vào thì nó sẽ bật lên. Đó. Rồi, em nó sử dụng một con chip, nghe nó có vẻ là hơi bị ối dồi ôi, đúng không? Đó chính là 8Z1. Đây là con chip do Samsung sản xuất, nhưng mà ok, thì hôm nay mình sẽ kiểm chứng các bạn xem là con chip này trên cái chiếc Realme GT 2 Pro, một cái dòng sản phẩm tương đối cao cấp của nhà Realme, thì nó sẽ như thế nào. Ngoài ra thì với cái số tiền loanh quanh 6 triệu rưỡi, các bạn đã có phiên bản RAM 12GB và bộ nhớ trong lên tới là 256GB rồi. Và viền màn hình của chiếc Realme GT 2 Pro thì rất là xuất sắc. Ok, chúng ta bắt đầu nhá. Anh em đừng quên nhấn nút đăng ký cũng như bật nút chuông để nhận thông tin về video mới nhất nhá. Với tựa game PUBG Mobile ấy, thì mình sẽ bật được là HDR cực độ. Ok chưa? 8Z1 hay là kể cả 8+Z1 bây giờ luôn, PUBG Mobile Việt Nam không hỗ trợ tần số quét 90. Hơi tiếc một xíu là mình chưa thể kết nối được cái phần mềm đo FPS từ bên máy tính vào. Đấy, nó đề là phone. Ok, thì thôi mình cứ bấm giờ đi. Chắc là ROM Global thì nó sẽ không hỗ trợ nhiều những phần mềm đo đủng các thứ. Mình sẽ đưa ra những cảm nhận của mình nhé. Tại thì máy đang còn 71%. Thiết bị này sử dụng viên pin lên tới là 5000 mAh nhé. Và hỗ trợ sạc nhanh tối đa của em nó là 65W. Con máy này thì nó cũng tầm tiền, nó rẻ hơn Asia 2V một chút. Nhưng mà các bạn sử dụng mặt lưng là kính này, đây phiên bản màu xanh, khung là khung kim loại luôn chứ không phải là khung nhựa. Thì cái này nó sẽ cao cấp hơn này, nó sẽ bền hơn cho anh em trong quá trình sử dụng. Cái con máy này mình về thì nó dạng là gần như ít vết xước không các bạn, cực kỳ ít vết xước luôn. Dạo này mình toàn nhập những con máy kiểu như vậy, kiểu như là đẩy nó cũng sẽ nhanh hơn anh em ạ. Tuy là sử dụng nhiều những cái vật liệu mà đắt tiền, chiếc GT 2 Pro nó vẫn có trọng lượng dưới 200g nhá, gần 200g, trọng lượng rất là ok rồi, cầm nắm thoải mái. Rồi pha tiếp đất thì ui ôi địch kìa, à không phải địch, thì mình buổi sáng thì mình sẽ không bật điều hòa nhá. Đấy, không bật điều hòa thì không biết là máy nó có bị nóng lên nhiều không, cứ thử thôi anh em ạ. Kinh quá, anh em nghe loa nó to không? To mồm kinh khủng luôn đấy. GT 2 Pro thì sử dụng một cái màn hình kích thước lớn nha, 6,7 inch này. Độ phân giải kinh khủng khiếp luôn anh em ạ. Nó dòng Pro mà, độ phân giải là Quad HD cộng. Nó hơn cả 1,5K nhá. Nó là 1444 x 3216 luôn. Mật độ điểm ảnh là 526 ppi, cực kỳ nét nha. Tuy nhiên thì các bạn có thể chuyển về Full HD nếu mà muốn tiết kiệm pin. Ví dụ như mình đang để Full HD này. Bọt. Mình đã để Full HD thôi, mình không để Quad HD làm gì cả. Đấy, các bạn vừa nghe thấy mình đỏ súng nghe loa hay không? Tuyệt vời luôn. Con này thì tấm nền của nó là LTPO thế hệ thứ 2 đấy. Có nghĩa là nó sẽ tự động thay đổi tần số quét màn hình cho các bạn. Đấy, giúp cho máy của các bạn nó sẽ tiết kiệm pin hơn. Nó sẽ thay đổi từ 10 lên tới 120 đấy. Độ sáng tối đa lên tới là 1400 nits nhá, cực kỳ khủng khiếp luôn. Nhưng mà tấm nền của con này thì rất là đẹp. Đấy, và các bạn nhìn cái viền màn hình nó này, mỏng đúng không? Cái cằm nó cũng không phải dày đâu. Những viền benzen còn lại thì ok rồi. Hai loa kính cường lực Victus, có vân tay ở phía bên trong màn hình. Tại vì chơi PUBG HDR cực độ không có phần mềm đo FPS, nhưng mà mình cảm thấy là nó ok, không bị sụt gì nhiều. Loa to nhỉ, hai loa. Một phát dẹo luôn. Ngoài ra thì thiết bị này có một cái camera nó cũng rất là xuất sắc, là 50 chấm và có chống rung quang học. Đấy, cái này thì đúng là nó tốt hơn so với cả là một số những con máy trong tầm giá rồi. 50 chấm ultra wide và 3 chấm là mini scope, có cả quay phim 8K, selfie lên tới là 32 chấm. Dòng Pro của Realme thì nó được áp dụng rất nhiều những công nghệ cao cấp rồi.
Chứ gì nữa bắn bot của mình rồi. Ok, hiện tại thì mình chơi được 7 phút 28 giây và máy hết 3% pin nhá. À, mình đã bật chế độ GT nữa. Ở phía mặt trước thì bây giờ nhiệt độ nó khoảng tầm là 42,1 độ C. Đó, ở trong điều kiện là không bật điều hòa. Ở phía sau thì khoảng là 41,6 độ C. Và đương nhiên là con máy này sử dụng khung kim loại ấy, thì cái phần khung của nó sẽ nóng hơn so với cả những con máy không nhựa. Cái tựa game Genshin Impact ấy thì bây giờ nó bị biến mất khỏi CF Play rồi. Mình tải trên APK Pool thì nó chưa phải phiên bản mới nhất, chắc là nó chưa cập nhật. Vậy nên mình sẽ chơi tựa game khác nhá, là Honkai Star Rail. Honkai Star Rail thì thực ra không phải là một tựa game mình chơi nhiều. Về cái mức đồ họa thì mình sẽ để ở là cao và 60. Đấy, cao 60 nha. Why are you here? I took another route to Arlandis in the control room. You found him. Wow, có một nhân vật mới nhìn chất lừ anh em ạ. Game này thì nó theo cái trường phái là tối nhá, tối mom ấy. Sao? Clemency, never heard of it. Chiêu thức thì rất đẹp, tuy nhiên thì cách chơi kiểu lần lượt như thế này thì khó mà máy của các bạn nó lag lắm. Mình vẫn đang để mắc loa đấy, thì các bạn thấy là cái âm thanh của máy cực kỳ to đúng không? Ôi. Step aside. I have no interest in stoking conflict. Phòng thủ. Thế chứ mà game nó đánh theo kiểu lần lượt như này thì khó mà lag được lắm. Nhất là cái con chip này thì nó cũng làm con chip rất là mạnh. Con chip mà tiến trình 4 nanomet chỉ là do Samsung sản xuất thôi. Cái game này nó cứ làm cái gì anh em ạ? Nó cứ hội thoại hết chỗ này đến chỗ khác thôi. Nhưng mà thôi, Genshin Impact thì bây giờ APK Pool nó chưa có bản mới, đành phải chơi game này. Giấc mơ bồng lai. Đẹp chưa? Úi giời ơi, nó gọi là tuyệt phẩm luôn anh em ạ. Nó cũng là tuyệt phẩm. Nhưng mà game này thì mấy cái game của Nhật về cái độ màu mè của nó thì tuyệt vời lắm. Rồi, một chiêu ra đi luôn. Lo phải to nhỉ. Sao? Vậy là sau 17 phút 37 giây thì máy của mình hết tổng cộng là 9% pin. Nhiệt độ thì phần mặt trước giờ khoảng tầm là 45 độ C nhá. Phần mặt sau thì nó khoảng là 42,9 độ C, 43,0. Nói chung là nó sẽ nóng hơn một chút so với cả con chip 8+Z1. Hơi tiếc là hôm nay chưa thể chơi được tựa game Genshin Impact. Đấy, còn với cả PUBG, với cả Honkai Star Rail thì chiếc Realme GT 2 Pro này nó chơi được thôi. Ngoài ra những anh em sử dụng GT 2 Pro thì mình nghĩ là cũng kiểu cái gì cũng dùng, chứ không phải là chỉ riêng chơi game. Đấy, ví dụ anh em sẽ có một cái màn hình LTPO 2 luôn. Đấy, độ phân giải rất cao, màn hình rất đẹp. Vân tay ở phía bên trong màn hình, camera có chống rung quang học, không kim loại các thứ. Không biết anh em nghĩ sao về Realme GT 2 Pro, đừng quên để lại ý kiến nhé. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.